Giáng sinh đến là lúc khắp mọi nơi trên thế giới trang hoàng lộng lẫy bằng những cây thông Giáng sinh đẹp mắt. Một trong những cây thông ấn tượng nhất trong năm nay phải kể đến cây thông Giáng sinh làm từ những cánh cửa sổ tái chế tại một thị trấn nhỏ phía bắc Estonia. Rakve là một thành phố nhỏ nằm ở phía bắc Estonia. Không khí Giáng sinh năm nay tại đây có phần thú vị hơn khi xuất hiện cây thông Giáng sinh làm từ cửa sổ tái chế. Cây thông cao 12 mét, làm từ 121 tấm cửa sổ được gắn kính đủ màu. Màu sắc, ánh sáng, phản chiếu của những tấm kính đủ khiến cho cư dân và du khách nơi đây phải trầm trồ khen ngợi. Bản thân một cái cửa sổ đã là biểu tượng cho rất nhiều thứ. Trong đó, người ta hay thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nếu chúng ta sống trong một tòa nhà, thì những cánh cửa sổ đó chính là những đôi mắt của tòa nhà đó. Chúng ta từ đó mà nhìn ra được cả thế giới. Vì vậy, một cây thông làm từ cửa sổ là một biểu tượng rất mạnh mẽ. Mặc dù vẫn có nhiều cư dân cho rằng vẫn nên có một cây thông thật vì đó là truyền thống của Giáng sinh, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận và chào đón cây thông tái chế này. Dĩ nhiên có một cây thông thật thì cũng tốt, nhưng mà chúng ta phải chặt một cây thông thật để mang về thành phố. Bằng cách làm cây thông tái chế như thế này, chúng ta đang khuyến khích tư duy xanh hơn, thân thiện hơn với môi trường. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất thú vị. Đây không phải là lần đầu tiên thành phố Rakve có những ý tưởng sáng tạo như thế này. Trước đây, Rakve đã rất nổi tiếng với một sự kiện kết hợp nhạc rock với nhạc giao hưởng, thu hút khoảng 2.000 khán giả đến xem.